Nguồn tin riêng của Bo cho biết, hôm nay, 15/11, ông Đặng Lê Nguyễn Vũ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Cà phê Trung Nguyên, là bị đơn trong vụ án ly hôn với bà Lê Hoàng Diệp Thảo vừa có đơn gửi đến Tòa án Nhân dân cấp cao thành phố Hồ Chí Minh. Theo đơn, ông Vũ đề nghị hội đồng xét xử phiên tòa phúc thẩm sắp mở chấp thuận việc ông xin xét xử kín vụ án ly hôn này. Hai lý do ông Vũ đưa ra đó là nhằm để đảm bảo bí mật kinh doanh cũng như không làm ảnh hưởng đến tâm lý các con chung của ông và bà Thảo. Đại diện Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh xác nhận về đơn và nội dung trên với phóng viên. Tuy nhiên, cũng như quan điểm trước đó khi nhận đơn phía bà Thảo đòi xử công khai, tòa cho biết đề nghị là quyền của đương sự, còn việc có chấp nhận hay không thì do hội đồng xét xử quyết định. Cách đây vài ngày, bà Thảo nguyên đơn có yêu cầu thay đổi từ việc xử kín sang xử công khai. Bà Thảo cùng người đại diện tại phiên xử sơ thẩm. Ảnh Bo. Theo đơn của bà Thảo gửi cho chánh án cùng thẩm phán chủ tọa phiên xử phúc thẩm, bà cho là trước phiên tòa được xét xử kín, tuy nhiên có một số thông tin đăng tải trên phương tiện truyền thông đại chúng không chính xác, ảnh hưởng tới tình cảm của các con đối với cha mẹ trong vụ ly hôn. Từ đó, bà Thảo đề nghị Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh xét xử công khai, tạo điều kiện cho gia đình bà có cơ hội hàn gắn những mâu thuẫn trong quá khứ và xây dựng tình yêu thương. Trước đó, chính bà Thảo là người có yêu cầu hội đồng xét xử phúc thẩm xem xét xử kín vụ án để đảm bảo quyền cá nhân, bí mật đời tư, bí mật kinh doanh. Cụ thể, bà Thảo cho là thời gian qua vụ án ly hôn này được đăng tải tràn ngập trên báo và các phương tiện truyền thông, mạng xã hội. Với bất kỳ người phụ nữ nào, ly hôn luôn là nỗi đau và việc phải gánh chịu những sóng gió thị phi vì ly hôn còn làm nỗi đau nhân lên gấp bội. Bà viện dẫn khoảng 2 điều 15 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 đề nghị xử kín theo quy định. Tại phiên tòa mở ngày 18 tháng 9, hội đồng xét xử đã đồng thời chấp nhận việc xin hoãn phiên tòa cùng việc yêu cầu xử kín của bà Thảo. Khi phiên xử được mở lại ngày 29 tháng 10, phiên tòa được tiến hành xử kín. Tuy nhiên, sau hơn 1 tiếng đồng hồ tại phần thủ tục, hội đồng xét xử lần nữa quyết định hoãn phiên tòa vì vắng mặt bà Thảo. Được biết bên bà Thảo trình bày lý do xin hoãn phiên tòa, theo đó bà Thảo đang phải nhập viện cấp cứu tại một bệnh viện quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh, sức khỏe không đảm bảo nên xin hội đồng xét xử hoãn phiên tòa. Hội đồng xét xử đồng tình với đề nghị của viện kiểm sát là bà Thảo vắng mặt thuộc trường hợp vì sự bất khả kháng. Vì vậy, để đảm bảo quyền lợi cho các bên, hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa. Đồng thời, hội đồng xét xử quyết định ấn định ngày xử mới vào các ngày 18 đến 20/11 tới.